nó dùng cái món này đi con, nó sẽ để ở đâu ấy. Dần là kiểu dần nhìn nó cái dần này chị thấy mắt con to nhìn thấy sợ đó. Chị thấy em cầm bịch đồ với cái nón mà. Rồi bịch đi ăn thử cái cá ở. Anh đang đi qua đây con. Anh nói gì anh nhau? Anh nói anh đừng làm gì đâu. Giờ nó hụt hết thôi. Hôm nay, con chào cái nào đó con? Chân cao. Chân cao hả? Chân cao. Con dơi hả con? Chân cao cây. Ồ, nó treo ở đó nó ngủ đó con. Con dơi. Tên đây con nhìn đây con đây là tên đây nè. Con nhìn đây này. Con đó thấy chưa, con dơi đó thấy không, thấy chưa, thấy dơi không, dơi mà lấy bạn nó đu những cái cây đó, đu những cái cây đó. À, con thấy đó bạn. Ờ, con dơi đó lấy tưởng sờ lạc khóc quá sờ có ba đâu, ba đâu bây giờ người ta lỡ có khỏi bị nhà em nói với em bệt bỏ nha. Trời ơi, ai giúp tay cổ thụ luôn chứ. Bà hại cái mắt dại quá rồi đó. Anh hai có đây không? Đó, anh về đó. Nhanh lên. Ăn gì đâu mà, sáng cho phải ăn gì đâu, uống nước không?